tức là ngày 2/3/2012. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Kim cứ vì Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Thanh Xuân quận, Nhân Chính Thượng, đoàn kết cục số nhà 83 ngõ 144. Ngày nay tại ngôi từ đường tộc Nguyễn Huy, thủ từ nhà thờ tổ con là Nguyễn Huy Hoàng, niên canh Mậu Tuất, hành canh Ngũ Thập Ngũ Tuế. Trưởng họ con là Nguyễn Huy Minh, niên canh Bính Thìn, hành canh Tam Thập Thất Tuế. Cùng toàn thể các cụ công các bà và con cháu trong tổng tộc, chúng con nhất tâm kính lạy chư vị thần linh bản thổ. Chúng con kính lạy Đức Thái Thủy Tổ dòng họ Nguyễn Huy. Chúng con kính lạy cụ tổ các chi giáp ất Bính Đinh, ơn nhờ phúc ấm tổ tiên. Chúng con nhất tâm kính thỉnh cửu huyền tất tổ, kính thỉnh cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, tân vong cực hóa, chầu bà tổ cô, ông hoàng tại gia, cô bé tại gia, kính thỉnh chư vị chân linh hữu danh vô vị, hữu vị vô danh. Lương thời các nhật, chúng con thành tâm cung thỉnh nội ngoại gia tiên vân tập về ngôi từ đường tộc Nguyễn Huy, hoan hỷ nhận con nhận cháu. Xin đức gia tiên ban phúc lưu ân phù hộ độ trì cho dòng họ. Chúng con thành tâm kính dâng hương hoa đăng trà quả thực, cung thỉnh chư vị gia tiên lai lâm từ đường, chứng tâm công đức chứng quả làm thành, hiếu cho làm đủ, đa tiểu như hà. Chúng con xin cầu cho nhân khang vật thịnh, thương mại hanh thông, công danh đỗ đạt, thân cung khang thái, mệnh thọ diên trường. Chúng con xin nguyện cầu cho xuân tăng ngũ phúc, hạ trừ bệnh dịch, dĩ băng tiêu, thu tống tam tai, đồng tiếp trinh tường nhi vân tộc. Cầu cho già có sức khỏe, trẻ được bình an. Cầu cho tộc Nguyễn Huy được đông đàn dài họ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay là ngày lễ hội của làng Mọc Quan Nhân. Cùng 49 dòng họ, dòng tộc Nguyễn Huy đã mua sắm hoa tươi quả tốt, tu lễ đàn duyên, trên chay giấy mặn, nghi lễ nghiêm trang. Có trưởng họ, có các cụ, các ông, các bà cùng con cháu rước lễ dâng trình đức thành hoàng. Vậy, chúng con nhất tâm kính thỉnh chư vị gia tiên cùng con cháu trong dòng tộc vân tập về đình làng Mọc Quan Nhân. Nguyện cầu cho các con, các cháu được công thành danh toại, cầu cho mọi việc được chu toàn viên mãn. Nay hợp thời, chúng con kính thỉnh chư vị gia tiên đáo đỉnh môn dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Làng Mọc Quan Nhân. Ơn nhờ phúc ấm của Đức Thành Hoàng, làng Mọc Quan Nhân là nơi địa linh nhân kiệt, đất lành chim đậu. Thế nên
cụ Thái Thủy Tổ xưa của dòng họ Nguyễn Huy đã chọn nơi định cư và lập nghiệp lâu dài cho con cháu tại đây. Nhờ phúc ấm của Đức Thành Hoàng, cụ tổ họ Nguyễn Huy đã sinh được ra 4 người con trai và được chia thành 4 chi: Giáp, Ất, Bính, Đinh. Tính đến nay đã là 10 đời. Trưởng họ của dòng họ Nguyễn Huy hiện nay là anh Nguyễn Huy Minh, là người trưởng họ trẻ so với các trưởng họ trong làng, mới trên 30 tuổi. Trong cộng đồng của nhiều dòng họ trên đất Mộc, họ Nguyễn Huy luôn sống đoàn kết, quý trọng, chan hòa và thân thiện. Đa số các gia đình họ Nguyễn Huy sống tại cụm đoàn kết quan nhân. Cho đến nay, họ Nguyễn Huy có 4 nhà thờ luôn được con cháu hương hoa, thờ phụng trang nghiêm. Từ xưa, dòng họ Nguyễn Huy đã có truyền thống hiếu học và nhiều người đỗ đạt với học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ và nhà giáo. Có nhiều người tham gia trong quân đội với chức vụ cao. Có nhiều người làm thợ với tay nghề giỏi. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, theo tiếng gọi của quê hương đất nước, con cháu dòng họ, người tham gia lao động sản xuất, người lên đường gìn giữ non sông, nhiều người con thân thương của dòng họ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, con cháu của dòng họ Nguyễn Huy noi gương cha ông phát huy truyền thống yêu quê hương đất nước, luôn tưởng nhớ công đức to lớn của Đức Thành Hoàng. Họ Nguyễn Huy thành tâm làm công đức, làm nhiều việc thiện, đó cũng là tâm nguyện của con cháu trong dòng họ. Xứng danh là con Thảo, cháu Hiền, xứng danh là người dân kẻ Mọc. Họ Nguyễn Huy với làng Quan Nhân 2. Trên quê hương Quan Nhân 2, dòng họ Nguyễn Huy có nhà thờ tổ tính đến nay đã là 15 đời. Trưởng họ hiện nay là ông Nguyễn Huy Oánh. Người họ Nguyễn Huy trong cộng đồng các dòng họ tại Quan Nhân 2 luôn sống đoàn kết, gắn bó, chan hòa và thân thiện. Đó là tâm nguyện và truyền thống của mỗi thành viên trong đại gia đình của họ Nguyễn Huy. Chúc dòng họ Nguyễn Huy ngày càng phát triển và thịnh vượng.
con xóm làng và quý khách thập phương. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ông bà, khởi chỉ ông, khởi chỉ bà, tổng cờ ông, tổng cờ bà. Thưa quý vị, lễ hội cổ truyền làng Mộc Quan Nhân là một nét đẹp văn hóa mà các cụ ta từ xa xưa của nhân dân làng Mộc đã được tổ chức và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Nhân dân làng Mộc Quan Nhân coi đây là một di sản văn hóa phi vật thể của làng Mộc chúng ta. Năm nay làng ta tổ chức lễ hội cổ truyền với quy mô lễ hội cà rước Đức Thánh và đánh càng rời. Ban tổ chức lễ hội đã được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội người cao tuổi phường Nhân Chính cùng các ban ngành, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ, công an phường Nhân Chính rất tích cực ủng hộ giúp đỡ. Cộng với sự tận tình, kể cả sức người và sức của bà con trong làng, đặc biệt là các ông, các bà đã cử các cháu ngoan, trò giỏi là nam thanh, nữ tú của gia đình đóng góp cho đội giai nam, giai nữ, giai cờ của làng ta năm nay thật tuyệt đẹp. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi cùng các ban ngành và toàn thể các ông, các bà trong dân làng đã ủng hộ và giúp đỡ cho ban tổ chức lễ hội hôm nay. Đến giờ phút này, ngoài việc chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất, tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin tuyên bố lễ hội năm Nhâm Thìn bắt đầu.
quân khắp phường về đây. Dân làng vào hồi năm kiều bà cùng với kiều ông với nhau một bước đi đến cuối đời. Đây là một nét đẹp truyền thống của làng học quan nhân chúng ta. Hàng năm cứ đến ngày 10/11 chúng ta lại tổ chức lễ hội rước Đức Thánh Ông Thánh Bà. Hiện nay điều long đình Đức Thánh Ông và Đức Thánh Bà đang tham hoa. Thank you.
Thank you.
hay bài dân tình. Đi đầu là đội đồng sư tử. Thank you.
Thank you.
làng mộc quan nhân chúng ta nhân ngày lễ hội đang biểu diễn tại sân đình quan nhân. Đội của các bà các cháu trong buổi và nhạc lễ thanh tiền của chúng ta mới thành lập được hơn một năm nay. Nhân dịp lễ hội cổ truyền của làng mộc quan nhân 2012 lễ hội, chúng tôi cũng đề nghị toàn thể nhân dân chúng ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Của Bác Hồ, cái bài hát văn nói về đất mộc quê hương của chúng ta với tiết mục thường niên của Tuyết Thuyết. Thank you.
Thank you.
nay. Xin cảm ơn toàn thể bà con nhân dân làng Mọc cùng quý khách thập phương về dự lễ hội Xuân Nhâm Thìn 2012 của làng Mọc quân dân chúng ta.